Xin chào anh em nhé. Qua thì mình có lên một cái lô máy này đó. Thì có một số anh em thấy máy hoàn thành nguyên đất Nhật ấy, anh em điện đặt mình. Thì mình cũng không dọn lên rồi, mình cũng đang cố gắng hoàn thiện nó tầm khoảng chục con máy. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ quay sơ cho những cái con máy mà mình đã nhận cọc của khách hàng ha. Và mua những cái con máy mà mình chưa nhận cọc của khách hàng ấy thì mình cũng đang dọn rồi. Đó, thì tí nữa anh em sẽ chiều nay mình sắp xếp được, chiều nay sắp được lên clip cho anh em nhé. Bây giờ mình sẽ quay cái con máy 250C và con 180CBE cho mọi người xem về hai con máy đó trước. Đó, rồi còn hai con mình đang dọn thì chắc chiều nay hoàn thiện được thì mình sẽ báo luôn. Đó, thì đây thì mình sẽ cho anh em coi này, đây con 250C. Ở đây thì con này thì mình đang hoàn thiện nó này. Mình tháo nó mình rửa sạch sẽ hết rồi này. Đây 204 anh em nhé. Đó. Tức là mình cho nổ ngon lành thành đá hết rồi, nhưng mà mình đang rửa ráy vệ sinh sạch sẽ là mình rất hoàn thiện này. Đây thì có những 028 này, đây 250 này, còn này là 170 này, lọc gió này đấy, nó hình dạng ha. Mình đang cố gắng dần dần hoàn thiện đó. Đây gần Estina 024 này, 024 này đó, mình đang hoàn thiện thì cái 024 nó đang nằm ở đây. Nhưng mà vì giờ này giờ nghỉ trưa của hàng xóm láng giềng ấy, nên là mình không đổ máy được, chứ còn nó đã hoàn thiện hết rồi. Nhưng mà mình sẽ quay sơ cho anh em coi đây. Đây chỉ cần xịt qua lại cái xăng cho nó sạch sẽ nữa. Đây bây giờ mình đổ nhớt, nó bị lính nó đổ nhớt này. Bây giờ ra đây thì mình sẽ xịt cho nó sạch sẽ đi. Đó, sạch sẽ cho nó ok hết lên, hoàn thiện cái máy thì nó búp lên tí ha, làm xích đây. Đó, thì mình sẽ quay sơ cho anh em. Thì mình vẫn còn nhiều máy, như những con máy thì mình chưa dọn này. Đấy, mình đang cố gắng mình cho đổ rồi mình hoàn thiện nó cho nó xong để mà rửa vệ sinh nó sạch sẽ. Những cái lô máy như này thì mình không có bỏ xỉ đâu anh em nhé, mình bán lẻ, tại vì những cái hàng VIP này thì để bán lẻ thôi, nhưng mình không có đủ số lượng nhiều mà bán xỉ đâu. Đây này, còn 028 này, 52cc này, Super này. Thì cái này thì cái chú Hoài ở Long An này, chú đang dặn mình này. Thì cái này khả năng mình cũng có thể là mình bán được cho chú đấy rồi. Đó, để mình xịt áp lực nước này, nước nữa nó tróc cái sơn nữa, nhưng nó rất là đẹp nhé, rất là mới luôn. Dông được trong chiếc khế này chưa bò nó nhiều hết, là biết nó mới cái nào này. Đó, con này là VIP nhất. Và đây là cái con 180C BE này, từ 2017 này. Đó, mà mình quay chi tiết vào trong cái lúc mà mình lấy hàng về ấy. Đây, cái con này về thì khách người ta chốt rồi nhé, bán về Lâm Đồng ấy. Đây. Đó, cái này mình sẽ hoàn thiện là cái sợi xích của nó là tí là cái lam nó là được. Để cái lam này nó hơi bị bóp. Đó, nên mình sẽ cố gắng mình sửa lại cho nó chuẩn chỉ hơn. Đây. Đấy, để quay cho bác coi. Đấy, còn nó có miếng lọc gió ở đây nữa. Đấy, xịt nước nó hơi tróc tróc kia ha. Thì chỉ có rửa nước thì nó sẽ sạch sẽ hơn thôi. Nó mất nhiều thời gian nhưng mà bù lại nó rất là sạch. Đó. Đây cho anh em coi. Giờ trưa mình không nổ được máy ha. Đấy, mình quay cho những cái con máy mình đang dần hoàn thiện. Cái ốp lam này của 170 này, 210 này. Đấy, lọc gió này đã bị rửa sạch sẽ hết rồi. 028 này, Super này, mặt ốp lam này, chuông côn này. Đó. Đây còn đây những con máy mình lấy về này. Đó. Rồi trong này thì mình con máy này mình chưa bán này, mình cũng đang định lên clip luôn. Ở này nó mới lắm, để anh em có chốt là chốt này. Cái máy móc thì bên em bên mình dọn đổ ngon lành cành đào thì với xuất xưởng nhá, chứ không phải không ngon lành cành đào mà bán cho anh em đâu. Đấy, đây là xong rồi này. Đây chụp quay là hoàn thiện cái máy này. Đấy. Thì con này nó là 170C thì mình cũng quay review chi tiết hết rồi. Đây, làm xích đây. Đây anh em này. Đó. Đó là như vậy ha. Rất là đẹp nhá. Đó, thì bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp thì mình báo giá. Đấy, số điện thoại là 0337 019595 0337 019191. Mình báo giá cho anh em nhé. Đấy. Rất là đẹp phải không ạ? Rồi, còn đây thì có con 026 này. Con này thì mình cũng nhận cọc khách hàng rồi. Đây. Thì mình tí mình cũng đóng cho anh đó luôn. Công việc ngày đầu nó mở cửa làm lại ấy. Từ chỉ thị 16 xuống 15 bây giờ nó rất là bộn bề, nó rất là nhiều việc.
rồi đùng một lúc cái hàng ST nó về nữa thì mình cũng đang cố gắng sắp xếp thời gian mà làm sao mà nhanh nhất có thể nhá, nên là anh em cứ bình tĩnh chờ mình chút thôi. Đó, đây thì con 026 này nó cũng đẹp nhá, đời 94 đó. Thì con này mình hoàn thiện xong hết rồi, là chỉ việc chờ đóng thôi, nước sơn này, đóng dàn dao thôi, rất là đẹp đấy. Nói chung là lô máy mình lấy thì mình đi lựa mà, đi lấy lựa bỏ tiền cao chút mình lựa ra những cái máy đẹp thì mình bán cho nó ngon cho khách, và khách cũng thích. Là có con 20C này thì mình bán luôn rồi này, đây mình quay này. Đấy, con này thì khách thích về dọn thôi, nhưng mà mình vô tình mình dẹp bên đi ở Đức này. Đấy, mình rửa nó bay thêm, thì bên đi ở Đức này. Rất là đẹp. Đây, đẹp chưa? Mới chắc à. Đây. Rất là ok nha nhá. Thì mình cũng tranh thủ mình quay vậy cho anh em xem thôi. Chứ còn nó cụ thể những con hiện đại thì đây những con này mình bán đây này, con 180C bán này. Con 028 Super thì mình sẽ còn một con nữa, không nhỉ, một hoặc hai con nữa. Mình đang dần hoàn thiện. 024 thì hiện tại những con đấy hình như còn sao ạ. 210C là vẫn còn nhé. Nếu anh em có nhận cọc thì anh em cứ cọc cho mình 500 thì mình ship cho. Đây. Thì chiều nay sao có lên list, máy móc ở bên mình thì làm nó chuẩn chỉ lắm, nên anh em phải yên tâm. Anh em thấy từ còn như khi còn như đất nhặt á. Bây giờ giấy nó bụi bặm rồi, mình dọn lên là anh em biết rồi này. Thì anh em muốn mình làm cho nó đẹp cái máy thì anh em phải cho mình thời gian. Đừng có hối mình, thì mình làm cho nó chuẩn chỉ anh em xài đấy, như này rất là mới rồi. Thì vậy thôi chứ mà rửa lên rất là mới. Con này 028 đầy mủ Super nhá. Đấy rất đắt tiền. Đây này đi cắt chuyên nghiệp luôn. Đó. Giống như con mình này kia kìa. Mình đang dần dần hoàn thiện. Thôi là vậy thì cảm ơn anh em theo dõi video nhé. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Con này là còn anh em nhé. Còn đây. Đấy, mình dần hoàn thiện nó này. Đó, anh em hoàn thiện xong anh em chốt thì liên hệ mình. Rồi cảm ơn anh em nhé.